Các bạn anh em lại quay trở lại với kênh YouTube của Hoàng Long Âm Thanh Số. Và hôm nay là ngày mùng 2 tháng 11 năm 2019. Anh em chúng em đã tiếp tục được thực hiện một bộ karaoke test cho anh Phạm Ngọc Lương ở thành phố Thái Bình. Ở một bộ karaoke huyền thoại. Bọn em đã đi rất nhiều những bộ karaoke như này rồi. Sẽ gồm rất là đơn giản đó các bạn. Một đôi loa cây Kenwood 2 bát 25 như các bạn anh em đang thấy ở đây. Một đôi loa cây Kenwood huyền thoại 2 bát 25 đánh rất bạo lực. Loa 5 đường tiếng, một chung, một chép và một siêu chép. Chúng ta có thể thấy nhìn thấy cái chiều cao và kích thước của nó nhìn rất là hấp dẫn, rất là đẹp. Một màu đen tuyệt. Em sẽ tháo dây căng để cho các anh em cùng chiêm ngưỡng và giới thiệu lại cho các anh em một đôi loa. Mở mạnh quá. Rồi. Và 5 đường tiếng các bác nhá. Và 5 đường tiếng 2 bát 25. Chiều cao 115 cm, chiều rộng là 32 cm và chiều sâu 32 cm và cân nặng mỗi một thùng là 25 kg. Dòng loa này thì em đã giới thiệu rồi và nó rất là phù hợp trong không gian gia đình, nó vừa hát karaoke được và vừa nghe nhạc được và hát rất hay các bác nhé. Ở đây em sẽ test luôn cho các bạn anh em cùng trải nghiệm một lần nữa chất âm của đôi loa Kenwood này. Và không phải lý do ngẫu nhiên mà tự nhiên dòng loa Kenwood này đang rất là hot trên thị trường, vì nó phân khúc chỉ có 5.500.000 đồng thôi nhưng mà rất là xứng đáng đồng tiền của chúng ta có thể đáp ứng được mọi nhu cầu karaoke giải trí trong gia đình. Mức giá chỉ có 5.500.000 đồng, không có đối thủ trong phân khúc 5.500.000 các bác nhé. Tiếp đấy em đang ghép với một cục đẩy liền vang KM1000, một thương hiệu đến từ Mỹ. Em đã giới thiệu ở rất là nhiều những cái video clip trước. Đây là dòng đẩy tích hợp rất là nhiều công nghệ hiện đại trong một. Các bác và anh em chỉ cần mua một thôi là không cần phải mua thêm vang số hay lọc xì hay nâng tiếng nữa hay là đồng giải mã nữa, mà tích hợp tất cả trong một rồi. Có Bluetooth, có cổng quang, có một con vang số tích hợp trong này và chỉnh tay hoàn toàn rất là dễ dàng sử dụng. Chúng ta chỉ cần chỉnh bằng ba cái nút này thôi. Còn lại các cái nút chìm này thì em đã chỉnh sẵn cho các bác và anh em rồi. Về nhà chúng ta chỉ cần cắm mic vào là hát luôn. Đầu tiên em sẽ test cho các bác và anh em cùng nghe lại cái chất âm của cái bộ dàn này nhé. Xin mời các bác và anh em cùng ngồi xuống và đeo tai phone vào. Chúng ta sẽ thưởng thức một đoạn nhạc không lời thể hiện bởi đôi loa Kenwood này. Sau đây em sẽ test tiếp một đoạn karaoke nữa để cho các bác và anh em thẩm âm cái bộ karaoke trước mắt các bác và anh em đây. Các bác và anh em đừng quên rằng nếu như các bác và anh em mua một bộ karaoke với mức giá 11 triệu đồng và một đôi loa cây Kenwood và một cục đẩy liền vang, chúng em sẽ khuyến mại cho các bác và anh em một chiếc mic hàng Support hàng chính hãng trị giá 500.000 đồng. Còn những mic này các bác và anh em mua lẻ sẽ là 500.000 đồng, nhưng trong bộ này bọn em sẽ khuyến mại cho các bác và anh em nhé. Đây là món quà tri ân cũng như là một tình cảm của Hoàng Long dành cho tặng các bác và anh em. Rồi xin mời các bác và anh em hãy cùng ngồi xuống, chúng ta đeo tai phone vào, chúng ta trải nghiệm một lần nữa chất âm của bộ dàn karaoke này nhé. Xin mời. Ngoài kia là đồng thơm hương lúa mới, bên lũy tre
nhà những hàng dừa, và đây là dòng sông ta thương mến soi bóng chúng đôi những ngày ấu thơ. Anh sẽ đưa em xa dần vùng mây tăm tối. Anh sẽ chất lượng như vậy thì chỉ có giá 11 triệu đồng thôi các bạn, 11 triệu đồng một đôi la cây Kenwood này và một cục đẩy liền vang, một bộ chọn bộ karaoke như vậy. Và các bác anh em có thể lấy đây là một bộ để tham khảo cho nhu cầu karaoke giải trí cho gia đình của mình. Và mọi chi tiết các bác anh em vui lòng liên hệ theo hai số điện thoại hotline của chúng em trên tiêu đề hoặc là trên màn hình. Bọn em sẽ ship hàng về tận nhà, nhận hàng rồi các bác anh em thanh toán. Thay mặt cho anh em công ty rất là cảm ơn các bác và anh em đã quan tâm theo dõi cũng như là ủng hộ cho Hoàng Long Âm Thanh Số trong suốt thời gian vừa qua. Các bác nào mà thấy video này hay và những cái clip này chúng em làm ý nghĩa và mức độ giá phải chăng thì các bác anh em cho em một cái like này nhé. Cái biểu tượng con tay cái chỉ lên trên ở ngay phía dưới livestream này. Dưới video này cảm ơn các bác và anh em rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại ở những clip tiếp theo.